Chào đón các bạn đã quay trở lại cùng với kênh Vườn Hạnh Phúc. Hôm nay xin chia sẻ cho các bạn thông điệp từ con số thiên thần 1333. Số thiên thần 1333 dành cho những ai đang trong một mối quan hệ mang đến sự tan vỡ hoặc là hạnh phúc, sẽ giúp bạn được sự ổn định trong tình cảm dù quyết định cuối cùng của bạn là gì. Bạn phải nhìn sâu vào trong tim và cảm thấy ngay bây giờ để mà giữ được cho mối quan hệ của bạn được bình vững, cân bằng. Còn những ai độc thân phải đưa qua quyết định cuối cùng liệu họ có muốn mối quan hệ nghiêm túc hay không, hoặc cần thêm một thời gian nữa, thì con số này sẽ giúp cho bạn gần gũi hơn với cảm xúc của mình và sống thật với con tim của mình. Bạn hãy dành thời gian để đưa ra những quyết định quan trọng nhé. Thiên thần số 1 tượng trưng cho sự khởi đầu mới và tham vọng lãnh đạo. Số thiên thần này giúp bạn có được các thiên thần hộ mệnh, sẽ thúc đẩy cho bạn bắt đầu thực hiện những thay đổi trong cuộc sống của bạn. Những thay đổi trong cuộc sống của bạn sẽ giúp bạn mở rộng các mối quan hệ của mình với người khác. Đây là lúc chúng ta cần phải di chuyển và thực hiện mọi thứ. Thiên thần số 3 là biểu tượng của sự sáng tạo, nhiệt huyết và lạc quan. Con số thiên thần này đang nói với bạn rằng hãy tiếp tục tin tưởng vào bản thân và những điều tuyệt vời mà bạn đã đạt được trong đời. Con số thiên thần này sẽ thúc đẩy bạn, giúp cho bạn luôn nở nụ cười trên môi và tiếp tục nỗ lực bước về phía trước cho dù kết quả như thế nào đi chăng nữa. Thiên thần số 13 là biểu tượng của sự hỗ trợ của các thiên thần hộ mệnh. Con số thiên thần này đang gửi đến bạn sự bảo vệ và hỗ trợ từ các thiên thần hộ mệnh của bạn. Năng lượng bảo vệ của họ sẽ ở bên cạnh bạn và hướng dẫn bạn vượt qua tất cả những thời khắc khó khăn. Thiên thần số 133 là biểu tượng của sự nhiệt tình và lạc quan. Khi bạn gặp khó khăn trong cuộc sống, con số thiên thần này sẽ giúp bạn tiếp thêm sự nhiệt huyết không ngừng và sự nỗ lực trong cuộc sống. Thiên thần số 133 sẽ giúp bạn chống lại mọi tình huống xấu. Thiên thần số 33 sẽ giúp bạn theo đuổi những ước mơ mà bạn đã đặt ra. Số thiên thần này sẽ giúp bạn có sức mạnh và chiến đấu mọi trở ngại và bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình. Bạn cần làm gì khi nhìn thấy thiên thần số 1333? Khi bạn nhìn thấy thiên thần số 1333, bạn cần phải suy nghĩ nhiều hơn về những quyết định của mình. Đừng quá vội vàng và hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra những quyết định. Và hãy lắng nghe trực giác và con tim của mình để đưa ra những quyết định sáng suốt. Thiên thần số 1333 tượng trưng cho sự thay đổi theo mọi cách có thể, cả tích cực và tiêu cực. Nhưng một điều khác bạn cần nhớ rằng, những thiên thần hộ mệnh của bạn luôn ở bên cạnh bạn và không có điều gì là không thể xảy ra khi họ ở bên cạnh bạn, mọi việc đều tốt đẹp. Hãy mạnh mẽ lên và hãy kết nối với trực giác của mình để đưa ra được những quyết định sáng suốt nhất bạn nhé. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.